Sáng ngày 20 tháng 10, tại Mũi Nai, Hà Tiên, thuộc tỉnh Kiên Giang, nơi hơn 70 năm trước, tổ sư sáng lập hệ phái khất sĩ thiền định và chứng ngộ lý pháp thuyền bát nhã vừa được phục dựng và chính thức khánh thành di tích đắc đạo tổ sư Minh Đăng Quang. Chứng minh tham dự buổi lễ có trưởng lão Hòa Thượng Thích Giác Tường, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Hòa Thượng Thích Giác Ngộ, thành viên Hội đồng Chứng minh, Hòa Thượng Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Hoa thượng thích giác toàn phó chủ tịch hội đồng trị sự kiêm viện trưởng viện nghiên cứu phật học việt nam trưởng ban thường trực giáo phẩm hệ phái khất sĩ trưởng ban tổ chức hòa thượng thích huệ minh trưởng ban nghi lễ trung ương Hoa thượng thích thanh hùng trưởng ban hướng dẫn phật tử trung ương hòa thượng danh đổng ủy viên thường trực hội đồng trị sự trưởng ban trị sự phật giáo tỉnh kiên giang Chư Tôn Đức Hội đồng Trị sự, Ban Viện Trung ương, Văn phòng 2 Trung ương, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Kiên Giang, các vị giáo phẩm hệ phái khất sĩ, tăng ni, Phật tử, các miền tỉnh xá về tham dự. Đại diện chính quyền có bà Trần Thị Minh Nga, Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ, ông Lê Minh Khánh, Vụ trưởng Vụ Tôn giáo thuộc Ban Tôn giáo Chính phủ, Thượng tá Phạm Thanh Tuấn, đại diện Cục An ninh Nội địa Bộ Công an, chính quyền các cấp tỉnh Kiên Giang, Cần Thơ, thành phố Hà Tiên và địa phương sở tại tham dự trong diễn văn khai mạc, hòa thượng thích giác toàn sơ lược nhân duyên xây dựng và nhấn mạnh mục đích của việc phục dựng di tích là để dân lên cúng dường tưởng niệm ân đức tam bảo và đức tổ sư minh đăng quang người khai lập đạo phật khất sĩ việt nam này là hệ phái khất sĩ thành viên sáng lập giáo hội phật giáo việt nam đây là di tích thứ tư thuộc tứ động tâm của hệ phái khất sĩ ghi dấu nơi ngài đắc đạo tại mũi nai hà tiên Bên cạnh ba di tích đã hoàn thiện trước đây là Tổ đình Minh Đăng Quang, nơi sinh trưởng tổ sư tại xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, tỉnh xá Mộc Chơn, di tích Hoàng Pháp Độ Xanh tại Tiền Giang, tổ đình tỉnh xá Ngọc Viên, nơi đánh dấu tổ sư vắng bóng tại Vĩnh Long. Để tán dương công đức của chư Tôn Đức hệ phái khất sĩ trong việc xây dựng di tích đắc đạo tổ sư Minh Đăng Quang, Thượng tòa Thích Phước Nguyên, Phó Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tuyên đọc quyết định trao bằng tuyên dương công đức của Hội đồng trị sự để thuận tiện cho việc bảo trì bảo tồn di tích này cũng như đáp ứng nhu cầu tu học của tăng ni phật tử hòa thượng danh đổng trưởng ban trị sự phật giáo tỉnh kiên giang cũng trao quyết định bổ nhiệm ban quản lý di tích đắc đạo tổ sư minh đăng quang do hòa thượng thích minh bửu phó trưởng ban tăng sự trung ương phó trưởng ban giáo phẩm kiêm trưởng ban tăng sự hệ phái làm trưởng ban hòa thượng thích minh bửu đối trước chư tôn giáo phẩm phát biểu nhận nhiệm vụ phát nguyện cùng các thành viên trong ban quản lý đoàn kết quyết tâm duy trì mạch sống thiên liên chống tổ hướng dẫn phật tử sinh hoạt theo đúng tinh thần quy định của hệ phái hiến trường giáo hội pháp luật nhà nước góp phần xây dựng quê hương tỉnh kiên giang trở nên tốt đẹp hơn hội chúng cũng được lắng nghe đạo từ của hòa thượng thích thiện nhân điểm lại quá trình ngộ lý pháp thuyền bác nhã của tổ sư minh đăng quang và khai sáng nền hệ phái khất sĩ việt nam một thành viên của giáo hội phật giáo việt nam tiếp đó hòa thượng khẳng định vai trò của hệ phái khất sĩ trong quá trình hình thành và phát triển của giáo hội Hoa thượng chủ tịch cũng tán thán công đức của chư tôn giáo phẩm hệ phái trong việc gìn giữ, tái tạo lại các di tích của tổ sư, mong muốn tăng ni Phật tử tiếp tục phát huy các hành nguyện mà tổ thầy đã để lại để cùng xây dựng ngôi nhà chung giáo hội Phật giáo Việt Nam. Sau lời phát biểu của Hòa Thượng Chủ tịch, Chư Tôn Đức tiến hành dân hương các băng khánh thành tại chánh điện di tích đắc đạo Tổ sư Minh Đăng Quang. Được biết, di tích đắc đạo Tổ sư Minh Đăng Quang tại Mũi Nai Hà Tiên có diện tích khoảng 3.200m2 với 4 hạng mục. Di tích tưởng niệm chính có diện tích xây dựng khoảng 500m2, cao 2 tầng, bên trong là tháp gỗ 13 tầng, thờ Đức Phật Thích Ca. Tòa tứ giác diện tích 48m2 là nơi tôn trí tượng tổ sư ngồi thiền và tòa nhà lục giác rộng 24m2, tôn trí hai tượng tổ sư đứng, Tường trắng vách núi cao 9m, dài 80m là nơi khắc họa tiểu sử tổ sư và tiểu sử thi hóa các bài tưởng niệm tổ sư vắng bóng. Hai dãy nhà tăng ni Phật tử diện tích 600m2.